Hôm nay tôi chọn cho một chị cái vòng san hô đỏ. Chị tầm khoảng 60 kg và chị yêu cầu là cái vòng 10 ni hoặc 12 ni, thì tôi có tư vấn cho chị cái vòng 10 ni thôi các bác nhé. Vòng 10 ni này thì chị muốn để mộc, nó có hai loại đây, một loại bóng và một loại mộc các bác. Đây loại bóng đây. Loại bóng thì đã được phủ keo bóng rồi, bóng đẹp. Còn thứ hai là loại mộc. Loại mộc này thì ít người người ta sử dụng hơn, nhưng mà những người mà đã sử dụng loại mộc này thì người ta thích cái sự mộc mạc, chân chất và đeo không có một tí gọi là phủ bóng nào, tiếp xúc với san hô tự nhiên 100%. Đó. Thì bây giờ thì cũng khá là nhiều bác thích cái loại mộc này này. Làm bên tôi làm rất là kỹ, đánh giáp rất kỹ các bác nhé. Đó. Size 10 ni. Giá thành này. Giá là 680 đây các bác nhé. Đó. 680 thì bên tôi đang có cái khuyến mại giảm giá xuống. Trong cái đợt này các bác mua là được giảm còn 550 các bác nhé. Đó. Rất là giá rất là tốt và được khuyến mại rất là nhiều. Bên tôi được miễn phí ship này, kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền. Các bác nào đặt hàng thì liên hệ trực tiếp vào Hương Shop nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ đi đóng hàng cho các bác. Đó. Còn ngoài ra san hô đỏ ra thì cũng có san hô đen, san hô vua. San hô đen và san hô vua thì thường là nam đeo vì màu nó sậm. Còn san hô đỏ thì thường là nữ đeo sẽ lên tay rất là đẹp. Cảm ơn các bác nha. Xin chào các bác.